Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 4. Các con thân mến, tiếp nối chương trình trong bài học luyện từ và câu ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi mở rộng vốn từ với chủ điểm cái đẹp cái đẹp là một phạm trù tương đối trừu tượng nhưng cô có thể diễn giải nó một cách đơn giản như sau cái đẹp là điều được mọi người yêu thích ngưỡng mộ hướng tới và đối lập với cái xấu không chỉ vậy nó thường được thể hiện qua ngoại hình phẩm chất của con người hay qua cảnh vật qua thiên nhiên chúng ta có thể quan sát một số hình ảnh sau làm minh họa cho cái đẹp của con người của thiên nhiên và của cảnh vật vậy để có thể tích lũy thêm nhiều từ ngữ mới thuộc chủ điểm cái đẹp chúng ta sẽ cùng đi vào bài học ngày hôm nay mà phần đầu tiên đó là các con hãy chia giúp cô những từ ngữ đã cho vào hai nhóm cô có những từ như xinh đẹp dịu dàng đẹp trai ưa nhìn thùy mị nết na xinh xắn thật thà các con hãy chia giúp cô vào hai nhóm sau nhóm thứ nhất là những từ ngữ thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người còn nhóm 2 là những từ ngữ thể hiện nét đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người. Chúng ta có thể xếp 8 từ đã cho vào hai nhóm như sau. vậy là những từ ngữ xinh đẹp đẹp trai ưa nhìn xinh xắn thuộc nhóm từ thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người còn những từ như thùy mị nét na dịu dàng và thật thà là thể hiện nét đẹp trong tâm hồn tính cách của con người tiếp theo cô lại có câu hỏi sau các con hãy tìm giúp cô các từ chỉ dùng để thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên và cảnh vật ở đây cô có một số hình ảnh của thiên nhiên cảnh vật các con hãy tìm những từ ngữ phù hợp để thể hiện vẻ đẹp của chúng để thể hiện miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật cô có một số từ ngữ sau đó là hùng vĩ thơ mộng hoang sơ bình dị với cảnh núi rừng, chúng ta có thể dùng từ hùng vĩ, cảnh biển có thể dùng thơ mộng, cảnh rừng núi, hang động chúng ta có thể dùng từ hoang sơ, còn cảnh thôn quê, làng quê thì chúng ta có thể sử dụng từ bình dị. Sau khi đã tìm được những từ ngữ dùng để thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật, các con lại tiếp tục tìm cho cô những từ dùng để thể hiện vẻ đẹp của cả thiên nhiên, cảnh vật và con người. Các con hãy thử suy nghĩ xem những từ ngữ nào chỉ vẻ đẹp mà có thể sử dụng cho cả ba đối tượng này. Và cô lại tiếp tục có một số hình ảnh sau để gợi ý cho các con trong việc tìm các từ ngữ. Để thể hiện vẻ đẹp của cả thiên nhiên, cảnh vật và con người, chúng ta có thể có một số từ ngữ sau, đó là sang trọng, xinh xắn, lộng lẫy, tinh khôi. Và bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục cùng đến với câu hỏi số 3 đó là các con hãy điền các thành ngữ hoặc cụm từ ở cột A vào những chỗ thích hợp ở cột B trong bảng sau. Ở cột A, cô có một Đẹp người đẹp nét 2. Mặt tươi như hoa 3. Chữ như gạp bới Còn ở cột B, cô có A. Em mỉm cười chào mọi người B. Ai cũng khen chị ba Và C. Ai viết cầu thả chắc chắn và bây giờ, nhiệm vụ của các con là hãy nối những từ ngữ ở cột A với những từ ngữ ở cột B sao cho chúng tạo thành một câu hoàn chỉnh và phù hợp. Chúng ta có thể nối như sau. Vậy là chúng ta sẽ được các câu Ai cũng khen chị ba đẹp người đẹp nét, mặt tươi như hoa, em mỉm cười chào mọi người và ai viết cầu thả chắc chắn chữ như gà bới. Và bài tập này cũng là một gợi ý cho các con về việc sử dụng thành ngữ và cụm từ trong cách diễn đạt sao cho phù hợp để tạo thành những câu văn có giá trị và sức biểu cảm cao. Và bài tập số 3 cũng là bài tập cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay. Vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta dừng lại tại đây. Cảm ơn các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo. Của